Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay, ngày mai và cả 3 ngày tới, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực giữa của Biển Đông, nên tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió đông đến Đông Bắc có cường độ khoảng cấp 4, có nơi cấp 5. Mưa dông xảy ra nhiều khiến cho tầm nhìn chỉ từ 4 đến 10 km. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc trên cấp 6. Mưa rào và dông tiếp tục lan rộng khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh tiềm ẩn gây mất an toàn cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, gió có hướng Đông Bắc đến Đông hoạt động với cường độ ở mức trung bình. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tình trạng nhiều mây cùng sự xuất hiện của những cơn mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh luôn tiềm ẩn trong cơn dông, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai cũng cần lưu ý đến những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt, gây giảm tầm nhìn và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật, gây ảnh hưởng đến việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Xuống đến tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai gió Tây Nam phổ biến ở mức cấp 5, có nơi trên cấp 5, sóng biển có lúc cao trên 2 mét. Tình trạng nhiều mây và có mưa dông vẫn duy trì, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc, gió Tây Nam cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét. Mưa rào và dông nhiều về chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh, gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hiện thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!